Học sinh chê lớn tặng hẳn xe máy cho cô chủ nhiệm. Biết sự thật ai cũng cười quặng ruột. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nhóm học sinh cấp 3 tổ chức tặng quà sinh nhật cho cô giáo, làm ai cũng không khỏi tròn xoe mắt vì độ chịu chơi của những bạn này. Ấy thế nhưng khi biết sự thật thì dân mạng lại được phen sàn chấn tâm lý vì không ngờ những cô cậu lại có màn trêu đùa lầy lội đến mức như thế. Theo đó, đoạn video được đăng tải với dòng caption: cô chủ nhiệm nhận quà sinh nhật. Trong video là hình ảnh người cô bước vào lớp với nụ cười tươi rói, còn những bạn học sinh thì liên tục nhắc cô rằng chúng em có quà sinh nhật muốn tặng. Phía trên bục giảng có một món quà rõ to được che kỹ bởi những miếng vải rèm. Lúc này cô giáo vừa bất ngờ vừa buồn cười vì không nghĩ rằng những đứa học trò của mình lại tinh ý đến vậy. Biết được hôm nay là sinh nhật mình, để còn chu đáo chuẩn bị quà cáp to đùng nữa chứ. Đến giây phút thiêng liêng nhận quà, người cô kéo miếng vải rèm bên ngoài đi thì bất ngờ bên trong là một chiếc xe máy có giá vài chục triệu đồng. Khoảnh khắc đấy làm cư dân mạng không khỏi tròn xoe mắt vì độ chịu chơi của những bạn học sinh lớp này. Chưa dừng lại ở đó, các em còn bonus thêm cho cô giáo một chiếc nón bảo hiểm màu đỏ để nhắc nhở cô ra đường phải luôn an toàn nhé. Trong lúc cộng đồng mạng đang cảm động vì tình cảm cao quý mà những em học sinh dành cho cô giáo chủ nhiệm thì bất ngờ chính chủ của video lên tiếng. Thì ra đấy là xe của cô bị các bạn khiêng vào lớp để trêu cô mà thôi, chứ tụi em làm gì có tiền mà mua xe ạ. Lúc này mọi người đồng loạt quay xe vì vừa buộc miệng khen học sinh lớp này sao mà chịu chơi thế, tặng hắn xe máy để cô đi dạy cho đỡ vất vả. Bên dưới phần bình luận mọi người không nhịn được cười trước màn tặng quà sinh nhật đi vào lòng đất này. Tôi nhìn bà cô cười là tôi nghi lắm rồi, chứ làm gì có học sinh nào chịu chơi tặng hẳn xe máy thế kia. Cô đang vui cho đến khi mở miếng vải ra thì nụ cười đã tắt. Công nhận lớp này có cô chủ nhiệm hài hước ghê, nhìn vừa duyên vừa lầy nữa chứ, bảo sao mấy đứa nhỏ nó không quậy cho được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.